Em Phúc xin chào cả nhà mình ạ. Hôm nay em Phúc sẽ chia sẻ cùng với cả nhà mình bài định hướng trong học phần 1. Thì khi mà chúng ta xác định làm một việc gì hay hợp tác với một doanh nghiệp hay một cộng đồng đoàn nào thì chúng ta cũng phải có một cái hướng đi, tức là để nhìn thấy tương lai chúng ta sau 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm chúng ta sẽ đạt được những giá trị gì trong cái công việc đó hay môi trường đó, đúng không ạ? Thì trước khi em Phú đi sâu vào định hướng thì em Phú xin tự giới thiệu đôi nét về mình. Em Phú họ tên đầy đủ là Hoàng Phú, hiện tại em Phú đang sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Năm nay em Phú 31 tuổi. Em Phú cũng đang là nhà phân phối dòng sản phẩm Alpha Lipid Naphthalene của tập đoàn Newmay. Thì không để cả nhà mình chờ lâu nữa, em Phú sẽ đi vào phần định hướng. Thì vậy định hướng này em sẽ đi vào phần là một là muốn định hướng tốt cho doanh nghiệp chúng ta thì chúng cần phải là đi vào chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh thì chúng ta sẽ chia thành hai phần. Thứ nhất, một là định vị thương hiệu, hai là xây dựng chuỗi điểm bán. Bảng hơi nhỏ nên anh Phú xin phép là Phú để viết tắt một số từ, đúng không ạ? Thì để làm tốt cái chiến lược kinh doanh thì chúng ta sẽ chia thành 3 giai đoạn. Nhất đó là định vị thương hiệu Alpha trong tâm trí người tiêu dùng. Một. Thì phần định vị này chúng ta sẽ được học phần 1. Phần 1 là chúng ta sẽ có đầy đủ cái kiến năng kiến thức để định vị thương hiệu. Thì khi học phần 1 thì chúng ta sẽ biết cách bán hàng và cho khách hàng. Để có 30 khách hàng thành viên
giúp họ là họ nhớ và chọn alpha. Giúp họ thấy tức là giúp họ họ được nghe về sản phẩm này, họ nhìn thấy sản phẩm này, họ được cảm nhận này, họ cảm nhận là họ sử dụng này. Thì trong tương lai thì khi chúng ta làm tốt cái việc trên này trong tương lai thì chúng ta sẽ giúp khách hàng nhớ và chọn alpha lipid dùng đại trà. Giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ xây dựng để bán. Hay gọi là điểm GMP nữa. Điểm GMP điểm bán là gì? Là ở trong đội nhóm chúng ta sẽ chọn ra một nhà ai đó chính là chúng ta là nhà ai đó phù hợp để thuận lợi cho mọi người đi lại, cũng như là có cái môi trường nó phù hợp. Chúng ta tập trước các buổi chia sẻ sản phẩm, buổi huấn luyện hay đào tạo nhỏ nhỏ chúng ta phát triển hệ thống kinh doanh chúng ta. Thì khi chúng ta làm tốt cái việc đó thì chúng ta tạo ra một điểm bán doanh số là 100 trên một tháng. Và như vậy là giai đoạn hai nó sẽ được khi nó xây dựng tốt, xây dựng cái điểm bán nó sẽ học phần được khoảng phần hai thì khi học phần hai chúng ta sẽ biết cách để làm tốt cái bao ổ. Bao ổn là gì ạ? Thứ nhất, nó là địa điểm. Thứ hai, nó là thời gian. Thứ ba, nó chính là cam kết. Thế Phú nói sâu với mọi người một chút về đây. Thì địa điểm là gì? Địa điểm là tức là như Phú nói, tức là trong một nơi để mọi người tới để hội họp, đó chính là địa điểm. Và thời gian là chúng ta cam kết với nhau là cứ ngày đó giờ đó là chúng ta sẽ
tới 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 cái điểm của bạn, chúng ta tới điểm của nó, chúng ta tổ chức GMP hay là OMP hay là buổi họp hay như nào đấy, thì những người trong đội nhóm chúng ta khi mà ba là cam kết, chúng ta cam kết đúng giờ đó chúng ta tới thôi, nhưng mà chúng ta không phải bận đột xuất, chúng ta phải báo lại cho mọi người để mọi người có thể chủ động và mọi vấn đề. Về kinh doanh chúng ta luôn làm chủ mà, chúng ta phải chủ động trong mọi trường hợp và mọi vấn đề. Khi chúng ta đã làm tốt điểm bảo hộ này thì chúng ta sẽ xây dựng được một thị trường, một điểm bán, một giá đốc chuẩn. Một giá đốc chuẩn này thì sẽ có từ 3 đến 5 nhà phân phối tích cực. Thứ hai đó chính là doanh số 100 non. 100 non trên tháng. Thứ hai là thu nhập 10 triệu trên tháng. Đó. Thì khi chúng ta giai đoạn 2 này thì trong tương lai chúng ta sẽ xây dựng được chuỗi nhiều điểm bán. Khi chúng ta xây dựng tốt nhiều điểm bán rồi thì chúng ta phải biết quản trị điểm bán, thì chúng ta sẽ sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 đó chính là quản trị. Thì một điểm bán thì gọi là chuỗi, từ ba điểm bán nên thì gọi là chuỗi cho cả nhà mẹ, thì chúng ta sẽ phải tạo ra được ba điểm bán tương đương với cả 300 lon, tới 10 điểm bán là 10 nằm 1.000 lon, đến 100 điểm bán tức là 10.000 lon trên một tháng. Đây là toàn bộ cái quá trình ba giai đoạn chúng ta phát triển tiến lược kinh doanh của chúng ta đấy. Bây giờ Phú sẽ làm một cái ví dụ cho cả nhà dễ hình dung. Ví dụ đầu tiên đây là chúng ta đây, ta là nhà phân phối, chúng ta xây dựng một cái chuỗi điểm bán, xây dựng một cái điểm bán cho mình,
chăn non và tháng tháng thì cái mỗi tóc một một người bán này thì cũng có 3 đến 5 nhà phân phối tích cực. Thì trong đó có một nhà phân phối nổi trội hơn, chúng ta cũng hướng như người ta làm đi phát triển như chúng ta. Chúng ta cũng tạo dựng một cái chuỗi nền tảng, tạo dựng một nền tảng, tạo dựng một nền tảng. Chăm lo cho ta. Tiếp tục như vậy chúng ta cứ hỗ trợ đội nhóm của mình xây dựng nhiều điểm bán sao chép xuống 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 về sau, tiếp tục như vậy sao chép hỗ trợ hướng dẫn mọi người phát triển rất nhiều nhóm, thì trong tương lai chúng ta sẽ sở hữu chuỗi nhiều nhóm, chuỗi nhiều điểm bán sẽ có cả nhà. Bởi vì bảng hơi nhỏ nên Phú xin phép cả nhà Phú xóa đi để tiếp tục chia sẻ chiến lược kinh doanh. Thì em Phú cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được làm thành viên trong ngôi nhà New Way. Tại vì ngôi nhà New Way là nơi em Phú có thể thỏa sức để mình có thể phát triển bản thân và được thừa hưởng những cái bài học quý giá của các lãnh đạo đi trước. Đây là những cái bài học được các anh chị đi trước đã chứng minh mọi thành công của mình và đã viết ra được cái giáo trình này. Bây giờ em cũng chỉ cần việc làm theo những giáo trình, chứ không cần phải xây dựng như tạo ra giáo trình như các anh chị lãnh đạo đầu tiên của Minimum. Thì em cũng xin được là cảm ơn tất cả mọi người như là công ty đã tạo ra một cái giáo trình để cho những người mới như bọn em có một cái lộ trình để chúng ta đi theo. Tiếp theo đó là phần ghi chú. Ghi chú để chúng ta lên vị thương hiệu nhằm mục tiêu đó là giúp người mới dễ bán hàng.
thứ hai là định vị thương hiệu bằng cách bán hàng. Thứ ba nữa là để giữ khách hàng thì chúng ta cần chăm sóc khách hàng để có khách hàng thường xuyên ạ. Cái thứ tư, cái cuối cùng đó chính là để khách hàng nhớ đến sản phẩm. Giúp khách hàng nhớ đến sản phẩm. Thì vừa xong anh Phú vừa chia sẻ với cả nhà mình về bài định hướng trong học phần 1. Thì em Phú cũng là người mới tham gia vào môi trường UMA, thì rất mong được những người đóng góp ý kiến của các anh chị đi trước để em Phú ngày càng một hoàn thiện hơn và phát triển bản thân tốt hơn để có thể phục vụ của người tiêu dùng tốt hơn. Xin cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe em Phú chia sẻ về bài định hướng. Xin cảm ơn.